จ้าสุสดีจ้าថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានមុខម្ហូបស្ងោរម្រះជាមួយឆ្អឹងជំនីជ្រូកនឹងហើយគ្រឿងផ្សំគឺយើងមានចាយីហឺហើយនឹងកពឹសក្រៀមយើងហ្នឹងខ្ទឹមសចាហើយនឹងគល់ស្លឹកខ្ទឹមចំណែកម្រះនេះខ្ញុំចិតលាងទឹកស្អាតហ្នឹងចាយើងស្ងោរឆ្អឹងជំនីអញ្ចឹងវាងាយងាយចាហើយ mình đuổi ai anh chẳng nhưng cũng rõ chắc nhật đã sạch dần cho tới chạy ra dân mà bơi cơm xong bằng giới chân miên ở chạy bị chén bóng bớ tập trấy sò sò chàng hay dẫn đã ở bị chê dân chú tập trấy sô sô ẩm bấy chàng hay là dư mà tục lạc mọi người chắc là bây giờ sạch chả ứng như chân chiên lỏ thôi lỏ tô xong thế chả ứng cũng đi bây giờ nữa chà đó nước nhôm ngon nó cứ phơi lỏ ha chúng dân đặt chà nước nhôm đậm rịn bề rịn cái phần chui giống á chà nước nhôm đậm rịn chân chui cô thấy chà nước đậm rịn chối dư rồi ngon tập ra một tí với bà nữa tí tiền đấy để em đi dùng phơi gió cha lấy chị ăn hái cho mẹ đôi chiếc bông con đã tam ca cho chết tất cha lên không đã được tận chấm
cha đồ thái cha ăn hái cha dân ngon chứ còn mà dạng ra thì mua cho ăn cái mỹ cha nhưng mà đây là on con trai.